Minh Phi xin kính chào quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FPNC ngày 4 tháng 12 năm 2015. Thưa quý vị, hôm nay ngày thứ 6, 4 tháng 12 chính là ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2015. Bước sang năm thứ 2 được tổ chức sự kiện nhận được sự tham gia đông đảo hơn của các doanh nghiệp, mang đến trên 60.000 sản phẩm giảm giá chỉ trong một ngày duy nhất. Sau đây là phần thông tin chi tiết của phóng viên ngay từ những giây đầu tiên mà ban tổ chức bấm nút kích hoạt sự kiện diễn ra lúc 0 giờ sáng nay. Một khơi, xin mời cô giáo đầu được lớn để chúc mừng cho sự kết quả của Online Friday 2015, ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam được chính thức kết quả. Thưa quý vị, vừa rồi là giây phút bấm nút kích hoạt ngày mua sắm trực tuyến Online Friday năm 2015 của Bộ Công Thương lúc 0 giờ ngày 4 tháng 12. Năm nay với số lượng doanh nghiệp tham gia đông đảo hơn và số lượng hàng hóa cũng nhiều hơn, Bộ Công Thương đã hy vọng ngày Online Friday năm nay tiếp tục là một cú hích lớn để thúc đẩy và đưa nền thương mại điện tử Việt Nam vươn cao vươn xa. Thống kê đến thời điểm nhấn nút kích hoạt ngày mua sắm trực tuyến đã có 2.080 doanh nghiệp tham gia, cung cấp hơn 63.500 đầu sản phẩm khuyến mãi trên trang onlinefriday.vn. Năm nay, để tránh tình trạng khuyến mại ảo từng xảy ra vào 2014, ban tổ chức cũng đã xây dựng các công cụ để khách hàng có thể so sánh, giám sát giá cả trực tuyến. Năm nay chúng tôi đã tích hợp những công cụ trực tuyến để người tiêu dùng cho phép có thể so sánh với giá của thị trường thông qua cái ứng dụng web so sánh và chọn giá đúng. Và năm nay thì cũng cho phép là người tiêu dùng phản ánh những cái sản phẩm. Cứ 5 cái phản ánh mà không tốt về cái sản phẩm thì lập tức là cái sản phẩm đó sẽ được rút xuống khỏi cái trang online Friday. Với sự tham gia đông đảo hơn của doanh nghiệp và nỗ lực cải thiện về dịch vụ, ban tổ chức kỳ vọng ngày mua sắm trực tuyến năm nay sẽ đạt doanh thu gấp 3 lần con số 12 triệu đô la Mỹ doanh thu của 2014. Hàng loạt doanh nghiệp lớn tham gia cho rằng sự kiện này đang mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cả người tiêu dùng và nhà kinh doanh. Người tiêu dùng có vẻ đang bắt đầu dần nhận biết được cái ngày Online Friday, và cái ảnh hưởng của nó là chúng tôi đã thấy rõ khi mỗi khi mà tham gia vào chương trình Online Friday thì có rất nhiều khách hàng là đến với website của Online Friday và từ đó đến với website của Lazada chúng tôi. Thế thì ảnh hưởng lên doanh nghiệp là hết sức là tích cực. Theo ghi nhận, các mặt hàng nhiều khuyến mại lớn trong sự kiện hôm nay tập trung ở ngành hàng thời trang, sách, đồ công nghệ gia dụng, du lịch và vé máy bay. Hòa trong không khí sôi động của mùa mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm, Zalora và hơn 50 đối tác cũng bắt đầu khởi động chương trình Online Fever 2015. Đây là chương trình không chỉ được tổ chức ở Việt Nam mà còn ở 7 thị trường khác trong khu vực. Chương trình Online Fever 2015 sẽ chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 12 và kết thúc vào ngày 12 tháng 12 trên các website của Zalora và các đối tác. Theo đó sẽ cung cấp hơn 1.000 mặt hàng với đủ mọi chủng loại, từ điện tử, thời trang, ẩm thực đến gia dụng với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Khác với những chương trình khuyến mãi trực tuyến thông thường, các đối tác tham gia Online Fever 2015 sẽ phải xây dựng cho mình một trang giới thiệu sản phẩm và dịch vụ riêng để cập nhật các thông tin khuyến mãi của mình và các đối tác trong 4 ngày diễn ra khuyến mãi. Các website này sẽ có đường liên dẫn sang trang web của các đối tác khác, đồng thời cùng nhau đẩy mạnh hoạt động tiếp thị nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng mới cho doanh nghiệp. Đại diện Zalora đặt kỳ vọng đưa ngày 12 tháng 12 trở thành ngày Cyber Monday thứ hai của châu Á. Năm ngoái, doanh số bán hàng ngày 12 tháng 12 của chương trình Online Fever 2014 cao gấp 10 lần so với một ngày bán lẻ trực tuyến thông thường. Vâng, thưa quý vị, cùng với đầu tư trực tiếp, Hàn Quốc cũng mong muốn đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam. Đây là thông tin trao đổi của ông Park Sang-hyup, Giám đốc Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là KOTRA Thành phố Hồ Chí Minh, với báo chí tại hội thảo kinh doanh nhượng quyền với các doanh nghiệp Hàn Quốc diễn ra vào ngày hôm qua. Theo số liệu từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hàn Quốc hiện là nước dẫn đầu trong số 103 nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với gần 4.500 dự án, tổng vốn đầu tư đạt gần 40 tỷ đô la Mỹ. Đại diện KOTRA cho biết hiện có khoảng 4.400 doanh nghiệp đang đầu tư tại Việt Nam. Con số này là động lực để các doanh nghiệp Hàn Quốc quyết định đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực, mỹ phẩm. Việc nhượng quyền này không chỉ phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam mà còn hướng đến những doanh nghiệp cư dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại đây. Theo KOTRA, hiện Hàn Quốc có 30 doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp nhượng quyền Hàn Quốc đang hoạt động rất tốt tại Việt Nam vì người Hàn Quốc sinh sống tại đây nhiều, khoảng 100.000 người, nên hứa hẹn thị trường nhượng quyền trong tương lai gần sẽ phát triển hơn nữa. Kinh doanh nhượng quyền với doanh nghiệp Hàn Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được chuyển giao công nghệ và thương hiệu với các dịch vụ và sản phẩm theo tiêu chuẩn. Hội thảo kinh doanh nhượng quyền với doanh nghiệp Hàn Quốc thu hút chủ yếu các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, mỹ phẩm,
đây cũng là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kinh doanh nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam. Thưa quý vị, hàng trăm thanh niên gồm người Việt Nam lẫn Hàn Quốc đã đăng ký ứng tuyển và phỏng vấn trực tiếp tại Ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn Việt ngày 4 tháng 12. Đây là năm thứ ba liên tiếp tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm làm cầu nối cho các doanh nghiệp với nguồn nhân lực trẻ và các doanh nghiệp từ xứ sở kim chi. Có tổng cộng khoảng 45 doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự Ngày hội tuyển dụng Hàn Việt năm nay với mục tiêu tìm kiếm hơn 300 vị trí từ nhân viên đến cấp quản lý. Trong đó, có thể kể đến các doanh nghiệp lớn như Hyosun, ITL, Lotte Mart, Fuji, Xerox, Chichi và v.v. Có khá đa dạng ngành nghề tại ngày hội tuyển dụng từ lĩnh vực điện tử, kỹ thuật, sản xuất, thương mại, dịch vụ, logistics và cả truyền thông. Đây là năm thứ ba liên tiếp chúng tôi tổ chức ngày hội tuyển dụng nhân tài Hàn Việt kể từ năm 2013. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp Hàn Quốc với đa dạng ngành nghề khác nhau từ sản xuất đến thương mại dịch vụ đang hoạt động tại Việt Nam. Ngày hội tuyển dụng Hàn Việt là sự kiện định kỳ thường niên. Đây là năm thứ ba liên tiếp tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc KOTRA phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mục tiêu là nhằm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc với nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam và kể cả những người lao động trẻ Hàn Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. KOTRA dự báo nhu cầu tuyển dụng lao động tại Việt Nam đang ngày càng tăng nhờ đầu tư từ Hàn Quốc đang tiếp tục gia tăng mạnh. Tính đến tháng 10 năm 2015, Hàn Quốc đang là quốc gia có lượng vốn FDI cao nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đầu tư mới và tăng thêm hơn 6,2 tỷ đô la. Hiện trên cả nước có khoảng 700.000 lao động đang làm việc tại các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Thưa quý vị, việc phát triển hệ thống tàu điện ngầm như là một giải pháp cho tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm trọng tại các đô thị là một điều đã rõ. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ sở hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh chưa được hoàn thiện, người dân thì đã quen di chuyển bằng các phương tiện cá nhân, thì khá nhiều ý kiến tỏ ra e ngại rằng metro liệu có vận hành được hoàn thiện như ở các nước phát triển và liệu có đủ sức hấp dẫn khi mà đa số người dân đều quen sử dụng phương tiện cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh với dân số hơn 10 triệu người đang xuất hiện ngày càng nhiều phương tiện giao thông cá nhân được xem là nguyên nhân gia tăng ùn tắc và tai nạn giao thông. Ước tính thành phố hiện có khoảng 6,5 triệu xe gắn máy và 550.000 xe ô tô các loại. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của khu vực kinh tế trọng điểm Việt Nam và cũng là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Đi kèm với tốc độ phát triển kinh tế là những nguy cơ và thách thức đối với giao thông vận tải chưa đáp ứng tương xứng hiện nay và trong tương lai. Vì vậy, việc phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững với nền tảng là các phương thức vận tải hành khách công cộng hiện đại hiệu quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, của các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, Chính phủ đã có quyết định về quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. Theo đó, xây dựng mạng lưới giao thông đô thị gồm 8 tuyến tàu điện ngầm, 3 tuyến xe điện mặt đất và 6 tuyến xe buýt nhanh. Trong đó, đặc biệt ưu tiên phát triển tàu điện ngầm vốn sở hữu những tính năng ưu việt. Nên ưu tiên phát triển là bánh sắt, bởi vì bánh sắt có cái khối lượng vận tải rất lớn, không gây ô nhiễm môi trường. Còn xe buýt nhanh thì tự nhiên để cho một cái xe buýt chạy trong thành phố với tốc độ lớn chắc cũng khó, bởi vì nó còn đèn xanh đèn đỏ giữa các tuyến phố chứ anh có thể chạy riêng được đâu. Hiện nay, tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đang trong giai đoạn thi công, được kỳ vọng là khi đi vào hoạt động thì sẽ làm giảm đáng kể tình trạng kẹt xe tại thành phố. Tuy nhiên, hạ tầng của thành phố còn chưa hoàn thiện, đặc biệt là trong lĩnh vực thoát nước. Nhiều người lo ngại rằng chỉ cần một cơn mưa lớn là đủ khiến cả thành phố chìm trong biển nước. Điều này liệu có gây trở ngại đối với việc phát triển mạng lưới giao thông ngầm hay không? Theo đại diện của công ty Alstom, chuyên cung cấp các thiết bị và dịch vụ về đường sắt của Pháp, thì vấn đề kỹ thuật hoàn toàn không có gì đáng ngại. Cái hệ thống ngầm ở dưới nước thì hiện nay về mặt kỹ thuật ấy, là có rất nhiều phương án để giải quyết, là kể cả mưa rất to cũng không bao giờ ngập lụt cả. Phải có cái bọc và hệ thống thoát nước đi kèm, chứ không phải là mình dùng một cái hệ thống thoát nước bình thường sinh hoạt như bình thường hiện nay, mà bao giờ là trong metro, nhất là cái ngầm thì cũng phải dự kiến trước những cái trường hợp là có thể cả thành phố sẽ gây mưa lớn mà ngập rất to thì người ta vẫn có cái hệ thống bơm được. Ông Dũng cũng cho biết thêm tình trạng ngập lụt không phải là hiếm ở nhiều thành phố trên thế giới, nhưng tất cả đều xử lý được bằng cái giải pháp kỹ thuật. Còn cái việc là ngập lụt hay không thì nhiều thành phố trên thế giới người ta cũng có đường ngầm, kể cả Amsterdam nằm thấp dưới mặt nước biển cũng có tuyến ngầm, tất cả những cái đấy giải pháp kỹ thuật đều có. Theo các chuyên gia, một vấn đề lớn hơn nhiều trong bài toán giao thông đô thị đó là làm sao để người dân từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện cá nhân để chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.
Thậm chí đại diện công ty quản lý giao thông đô thị Paris còn nhận định rằng đây là thách thức lớn nhất tại Việt Nam. Tôi cho rằng thách thức lớn nhất ở Việt Nam là làm sao để tất cả những hệ thống này kết nối được với nhau, để hành khách cảm thấy thuận tiện khi sử dụng, từ đó sẵn sàng bỏ phương tiện cá nhân và chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Mình đi lại giữa hai nơi, mình cảm thấy là phương tiện cá nhân sẽ bị tắc, thì lúc đấy là tự mọi người sẽ từ bỏ cái phương tiện cá nhân. Nhưng mà với muốn người ta bỏ phương tiện cá nhân thì anh phải đủ có mạng lưới. Không thể một ngày một, ngày hai mà làm đầy đủ trên thành phố có 10 tuyến metro để cho đi từ đường này đến kia. Và không thể ra mệnh lệnh chính là trong cái phố này anh chỉ có thể đi được bằng metro, không được đi bằng phương tiện khác. Còn muốn làm được cái việc ấy thì phải có phương tiện trong cho người ta sẽ đi. Và thành phố chắc chắn trong lúc đầu phải chấp nhận là có thể có một số chính sách ưu đãi để cho cái vé, chẳng hạn như vé đi lại người ta cảm thấy thấp hơn là một người ta đi lại bằng phương tiện khác. Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tổ chức giao thông tại Paris, ông Thierry Mokyo tin tưởng rằng phương tiện công cộng hoàn toàn là giải pháp khả thi cho bài toán giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cần có một mạng lưới thuận tiện và một chính sách phù hợp. Rất nhiều người dân Paris đã bỏ xe cá nhân để dùng phương tiện công cộng. Tôi nghĩ là trong giai đoạn đầu tiên, cần thiết nhất là tổ chức lại các tuyến xe buýt để hành khách có thể dễ dàng tiếp cận các bến tàu điện ngầm và xe buýt nhanh. Bởi vì muốn có một mạng lưới giao thông vận hành hiệu quả thì trước tiên hành khách phải tiếp cận được nó đã. Bên cạnh đó, rất cần có chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, kể cả giảm giá vé hay thậm chí là miễn phí. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước ngưỡng cửa của hội nhập sâu rộng. Việc phát triển một hệ thống giao thông công cộng an toàn, hiệu quả, theo các chuyên gia, sẽ góp phần đáng kể vào việc thay đổi diện mạo của thành phố, thu hút thêm nhiều du khách cũng như các nhà đầu tư trong tương lai. Chuyển sang thị trường chứng khoán hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số VN Index đã có lúc rơi khỏi mốc 570 điểm trước áp lực bán mạnh của nhà đầu tư, thanh khoản toàn thị trường đang ngày một cạn kiệt. Thị trường tiếp tục xu thế giảm điểm khi bước vào phiên giao dịch cuối tuần, hàng loạt các cổ phiếu trụ cột chìm trong sắc đỏ khiến cho cơ hội hồi phục trở lại của chỉ số khá mong manh. Đáng lo ngại nhất là hoạt động giao dịch đang ở mức cực kỳ thấp, cho thấy nhà đầu tư đang trong tâm lý thận trọng cao độ. Về cuối phiên sáng, áp lực bán tăng dần, đẩy VN Index rời khỏi mốc 570 điểm. Chuyển sang phiên buổi chiều, xu thế bán tiếp tục lấn lướt toàn sàn HOSE. Thị trường chủ yếu dao động hẹp quanh mốc 570 điểm, hoạt động khớp lệnh diễn ra ảm đạm khi mà nhà đầu tư chưa sẵn sàng giải ngân trở lại. Giao dịch trên sàn chủ yếu tập trung vào các mã đầu cơ như FLC hay VHG của cao su Quảng Nam. Khép phiên, VN Index giảm 0,5% xuống còn 571,62 điểm, thanh khoản chỉ hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương trên 87 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index có phiên biến động giằng co quanh mốc 80 điểm, hoạt động giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp dưới áp lực bán mạnh của nhà đầu tư. Tuy nhiên, gần về cuối tuần, với đà tăng của các mã chủ chốt, sắc xanh đã trở lại với sàn này. Chốt phiên, HN Index tăng nhẹ lên mốc 80,14 điểm, khối lượng giao dịch chỉ hơn 37 triệu đơn vị, ứng với gần 362 tỷ đồng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự nổi bật trong nước. Ở phần tiếp theo thì Minh Vi xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật ở khu vực châu Á. Tổ chức di dân quốc tế IOM cảnh báo đối với các quốc gia Đông Nam Á. Tại Trung Quốc, nhiều cặp vợ chồng bất bình với chính sách hai con.